Chào các bạn nha. Hôm nay Minh Nhật và bố sẽ hướng dẫn các bạn chơi trò chơi làm gạch làm bánh xe nhà. Ông bài trong cái gì làm gạch để xây nhà nhé. Bắt đến nhà quan trọng nhất đây là khuôn làm gạch. Đây là khuôn làm gạch. Khuôn nha. Khuôn làm. Ôi giời, đất này để lâu rồi. Đấy, nó chưa có cái dịch, nhưng mà rất là mịn. Chơi cát rất là sướng. Bạn và Minh Nhật chơi cát. Các bạn phải để lại trước nha. Để như này. Xong cho đất vào. Cho cát vào, cát được rồi. Đấy. Thì bà lớn vào. Wow. Đẹp quá. Rất là mịn luôn, con bé nhỉ, rất là mịn luôn. Ít thôi ủa. Các bạn à, mà Minh Nhật cho đầy quá, cho bớt ra để cho đến nguyên nắp này thôi. Muốn thì bố bảo để xong rồi san thẳng bằng như này.
ăn cho cô. Thế bố là dạy con chưa biết nào. Búa chơi cá xinh đẹp. Thank you.
sẽ càng mình sẽ thành hàng nhiều hơn hàng để xây nhà đấy, mình làm bên nhà xây nhé. Đây là cát màu gì nhỉ, là cái nhỉ? Cát màu màu trắng nước biển. Màu xanh nước biển nhá. Màu gì ạ, Minh Nhật? Màu gì đây? Màu... Con nhìn vào đây, màu gì? Màu tím. Màu hồng. Ok. Ta bộ bộ. À. Bộ. Để xem lại. Video hãy like và đăng ký kênh nhé, chia sẻ cho mọi người cùng xem nhé. Nếu thích cái khuôn này thì các bạn đặt mua về, bảo đặt mua về chơi rất là hay luôn, cái động lực này rất là mềm, rất là mịn, chơi thích không gì bẩn tay. Bây giờ chào các bạn đây, nhìn được không? Con chào các bạn. Mình chào các bạn. Mình chào các bạn. Chào các bạn nha. Hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo nha. Bye bye. Mình chào. Bye bye.